Và ngay sau buổi lễ giao nhận quân năm 2023, Ban Chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 932 Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cũng đã tổ chức đón tiếp chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2023. Ban Chỉ huy Trung đoàn tổ chức bộ phận kiểm tra thân nhiệt sát khuẩn cho chiến sĩ mới trước khi sắp xếp biên chế vào đơn vị. Trong số chiến sĩ mới được Trung đoàn tiếp nhận năm nay có một đảng viên, chiến sĩ mới có trình độ cao đẳng đại học chiếm 34,4%. Cán bộ đơn vị tổ chức hướng dẫn nơi ăn nghỉ học tập công tác tại đơn vị để các chiến sĩ bắt đầu làm quen với môi trường sinh hoạt mới.